Vâng, TV xin kính chào toàn thể các bác nha. Cũng rất là lâu rồi, hôm nay mới được có thời gian chia sẻ với các bác một chút. Thì trên cái nhóm chia sẻ kỹ thuật nuôi ong ở trên Facebook ấy, thì tôi thấy rằng là có rất là nhiều nội dung anh em mới nuôi ong muốn tham khảo và muốn chia sẻ. Thế nhưng mà đặc biệt để mà nói chuyên sâu hơn nữa thì về cái đầu ra sản phẩm thì rất là nhiều người quan tâm. Cái câu chuyện mà khai thác được cái sản phẩm rất là khó rồi các bác ạ. Đây các bác nhìn thấy là chúng tôi giai đoạn này là chúng tôi đang đi trinh sát cái nguồn hoa này. Ra cái nguồn hoa thì mỗi một cái nguồn hoa mới thì chúng ta cần phải tham khảo thêm rất là nhiều. Thứ nhất là nếu như mà đã gọi là mới rồi ấy, tức là mới đối với những người nuôi ong hoặc là đối với bản thân chúng ta mà chúng ta chưa hiểu về nó thì chúng ta thứ nhất là nắm được cái mùa vụ này, thứ hai là cái nguồn hoa này nó có phấn có mật gì không và nó có hại gì đối với con ong và còn đối với người sử dụng không, thì cái này chúng ta cần phải tham khảo rất là nhiều các bác ạ. Thế còn nếu như mà nuôi ong tại chỗ thì rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Chúng ta để một chỗ và chúng ta nuôi. Thế còn nuôi ong gọi là di cư, nuôi ong chuyên nghiệp như chúng tôi đang áp dụng đây thì nó thật sự ra bắt đầu vào nuôi ấy thì nó rất là khó các bác ạ. Đây các bác nhìn thấy ở trên hình như là cái cây cây hoa này, những cái năm đầu tiên mà chúng tôi đi tham khảo đây thì nó không có con ong nào đến đâu các bác ạ. Không có ong đến khai thác, không ong đến sử dụng cái nguồn này. Đó. Đấy còn nếu như mà đây những cái nguồn hoa như thế này ấy, gọi là hoa dân dã như ở trên hình các bác đang thấy này, cái hoa xuyến chi này thì rất đơn giản đây và ở đâu chúng ta cũng nhìn bắt gặp được cái hoa này. Nó không mang tính chất đặc thù của từng vùng miền các bác ạ. Không mang tính chất đặc thù vùng miền và nó đại trà cho nên là chúng ta khai thác rất là dễ. Thế còn nếu như mà chúng ta muốn được có cái thương hiệu, chúng ta có một cái vị thế ấy, đối với trên thị trường ấy, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải có thương hiệu. Mà đã muốn có thương hiệu mà muốn có cái sự duy trì được lâu dài và có cái tạo ra một cái sân chơi riêng cho bản thân mình và những người xung quanh, ta áp một cái mức giá riêng biệt vào thì chúng ta cần phải tìm nguồn hoa mới các bác nhé. Tìm nguồn hoa mới hoặc là xây dựng lên một nguồn hoa mới các bác ạ. Thế thì chúng tôi đã đi rất nhiều nơi kiểm tra và xem trên nhiều cái nguồn tài liệu cũng như là nguồn thông tin đại chúng rất là nhiều nơi, cũng cũng tham khảo nhiều anh em cùng nghề nuôi ong. Thế thì có một số những nơi chúng ta có thể áp dụng được những cái biện pháp gọi là gieo cái nguồn hoa ấy các bác. Ví dụ như các bác có thể lấy cái nguồn hoa ở vùng này mang đến vùng kia các bác trồng và tạo ra gọi là như hiện tại bây giờ đang có nguồn hoa 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 nguồn 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 mật bạc hà các bác, không phải nguồn hoa mà gọi là nguồn mật bạc hà ấy. Thế thì để phá cái thế độc quyền ở Hà Giang thì một số anh em ở khu vực Lào Cai này, Yên Bái này thì người ta cũng mang cái cây bạc hà về người ta trồng. Thật sự ra thì trồng vẫn lên và vẫn khai thác được các bác ạ. Nhưng mà giai đoạn đầu ấy thì chúng ta trồng thì nó không khó. Đây là cái cây ngải các bác nhé, đây là cái ngải rừng này. Tôi không quay cái cây bạc hà lên hình đây. Thế thì ví dụ như các bác mà có trồng thì nó không khó. Nhiều người cũng hỏi tôi về cái nguồn này để phá cái thế độc canh và mình cũng 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 muốn là làm một chút cái thương hiệu bạc hà một chút chẳng hạn vậy. Bạc hà của Lào Cai hoặc bạc hà Yên Bái vân vân. Thế thì các bác có thể tham khảo thêm vì cái cây bạc hà ấy thì nó tính chất nó hơi hơi đặc biệt một chút. Nó không sợ úng, không sợ hạn nhưng mà nó chỉ sợ là bị cây cỏ khác nó ớm bóng thôi các bác ạ. Thế cái câu việc chuyện đó nó là một cái việc một cái khía cạnh. Thế còn một cái khía cạnh rất là quan trọng là các bác cần phải xây dựng lên bên cạnh cái thương hiệu, bên cạnh cái nguồn mật thì các bác cần phải xây dựng lên những cái mẫu mã bao bì và hai nữa là về cái chất lượng này các bác này. Để mà nói lên được cái tên tuổi chúng ta ấy, thì cái chất lượng rất là quan trọng. Khi mà mật nó đặc rồi, nhìn màu sắc nó bắt mắt rồi. Thế nhưng mà các bác cần phải tránh ra một số cái chúng ta cắt đầu cắt đuôi đi. Ví dụ như cái nguồn mật ấy thì đầu tiên đầu vụ chúng ta phải bỏ và cuối vụ chúng ta phải bỏ. Chúng ta chỉ lấy mỗi cái đoạn giai đoạn giữa vụ thôi các bác ạ. Như chúng tôi khai thác và đưa vào sử dụng nó là như vậy. Và cái cụm từ chúng ta cần nhắc đến đây là chúng ta khai thác chứ chúng ta không chế biến các bác nhé. Không sản xuất. Riêng cái ngành ong này thì các bác như thế nào chúng tôi không biết nhưng mà riêng đối với công ty ong Thanh Xuân chúng tôi ấy thì chỉ có là khai thác và đóng gói thôi chứ không có sơ chế và cũng không có chế biến. Có thì có thể là dùng cụm từ sơ chế vào qua qua một chút, có thể là ví dụ mật thì chúng ta mang về chúng ta lọc qua đi và chúng ta đóng chai giữ được cái nguyên chất của cái mật ong. Thứ hai nữa là chúng ta có thể là cái phấn hoa này chúng ta cũng sàng sảy và phơi khô hoặc là chúng ta đưa vào để sấy chẳng hạn thế. Nếu như mà ở một số nơi mà các bác mà thấy nó rét ấy, nó không không có đủ nhiệt lượng ấy thì chúng ta có thể cho vào sấy. Thế thì chúng ta không thể dùng cái cụm từ gọi là sản xuất được các bác nhé.
chỉ dùng được cái cụm từ gọi là khai thác và sơ chế có thể là được. Đó. Đó là một số thứ khá là quan trọng. Quay lại về cái mẫu mã, cái kiểu dáng thì lại đến cái có thêm cái mẫu mã của bao bì nữa các bác nhé. Cái mẫu bao bì thì báo cáo các bác trên hình đây là cái mẫu này thì tôi rất là ưng ý và từ cách đây 4 năm rồi tôi đưa vào sử dụng thì tôi thấy rất là phản hồi của khách hàng, các cái sở ban ngành và khách hàng sử dụng làm cái mẫu gọi là mẫu quà biếu ấy thì quà tặng rất là ưng ý các bác ạ. Ngoài ra thì theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi đưa đi những cái hội chợ. Đây là cái hình ảnh này là hội chợ OCOP năm 2020 ở thành phố Lào Cai. Có đăng cai thì chúng tôi cũng tham gia sử dụng hai gian hàng và thật ra thì đây là sân nhà thế nhưng mà những cái gian hàng ngoài này chúng tôi phải bỏ tiền cho chúng tôi thuê các bác nhé. Thì để mà có được cái tiếng nói và có một cái vị thế ở trên thị trường ấy thì chúng ta cần phải làm rất là nhiều thứ, rất là nhiều việc. Nói mồm thì nó rất là nhanh đấy, ví dụ như giai đoạn từ nãy đến giờ tôi nói thì coi như là qua trải qua mất gần nửa tiếng đồng hồ đấy các bác này. Đó, đã cài đặt xong rồi. Thế còn khi mà chúng ta đã đưa đi hội chợ, tức là chúng ta phải đương đầu với rất nhiều thử thách. Chúng ta có thương hiệu ấy là chúng ta khẳng định cái bản quyền và khẳng định cái sản phẩm chúng ta tốt. Thế nếu như mà các bác không thực sự chắc chắn về cái sản phẩm của chúng ta của các bác thì các bác cũng không nên đăng gọi là không nên đóng thương hiệu như vậy. Mà đã đóng thương hiệu như vậy là các bác phải khẳng định với bản thân mình là cái sản phẩm của mình nó đạt tiêu chuẩn của chúng ta đề ra, ít nhất là của chúng ta và của nhà nước đề ra. Thứ nhất là về an toàn vệ sinh thực phẩm, thứ hai về mẫu mã kiểu dáng bao bì. Chúng ta không cần phải làm nhái bất kỳ một ai cả, chúng ta xây dựng lên một cái thương hiệu riêng các bác ạ, một cái thương hiệu riêng của bản thân chúng ta mang đậm cái tính chất của chúng ta. Thế còn sai đâu thì các nhà chức trách người ta sẽ chỉnh sửa chúng ta đấy, và có cái gì đó chưa đúng thì chúng ta cần phải tham khảo thêm những cái người đàn anh đi trước. Thế ví dụ như các cái hội chợ như cái này đưa đi rất là hay các bác. Đây là tôi là sân nhà cho nên là ở trong tỉnh Lào Cai thì có cái công ty của chúng tôi có tiếng nói khá là quan trọng ở trong tỉnh nhà cho nên là được rất là nhiều sở ban ngành ưu ái. Đây là tôi đưa cái sản phẩm đến đầu tiên, đây mới mới chỉ gọi là cài đặt gọi là thử nghiệm thôi, rồi chút nữa sẽ lại kê kích thêm những cái sản phẩm khác bên cạnh nữa. Ngoài cái sản phẩm mật ong ra đây các bác thấy trên hình đấy cũng là của Lào Cai, rất là nhiều nông sản khác người ta làm được những cái này cũng 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 một số sản phẩm cũng đi song song với sản phẩm chúng tôi, cũng một số sản phẩm đi sau. Thế nhưng mà người ta cũng cải tiến rất là nhiều mẫu mã, bao bì, kiểu dáng và người ta tiếp xúc với khách hàng cũng rất là đa chiều. Đó, các bác có thể thấy đằng xa xa phía sau chữ chữ O, chữ C kia ấy là sản phẩm bên công ty ong Thanh Xuân chúng tôi kia. Đó. Thế còn bên cạnh, bên phải, bên trái đều là những sản phẩm có thương hiệu, đạt sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai cũng như là của một số tỉnh bạn nữa. Gọi là tiêu biểu thì đưa vào đây để trưng bày trong cái gian hàng này các bác ạ. Rồi, cũng rất là lâu không không có thời gian để chia sẻ với các bác thì qua đây xin phép được các bác là chia sẻ ngắn ngắn như vậy thôi. Chúc các bác có được những cái hướng đi thật là tốt cho cái sản phẩm của mình. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trên video sau. Tạm biệt các bác nhé.